Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thực nghiệm cá chết tại biển Vũng Áng mà bản tin tối đã phát sóng vào ngày hôm qua. Sau khi phóng sự được phát sóng thì dư luận đã rất quan tâm đến nội dung này. Chúng tôi xin được khẳng định lại, đây là một thực nghiệm trực quan, không mang tính khoa học, với mục đích là tìm hiểu váng nước màu vàng đục xuất hiện tại biển Vũng Áng như thế nào. Trong bản tin tối ngày hôm nay, phóng viên Bá Thăng, người trực tiếp có mặt tại Vũng Áng, sẽ thông tin thêm về thực nghiệm này. Sáng ngày hôm qua 26 tháng 4, phóng viên VTC1 nhận được thông tin tại vùng biển Vũng Áng đang xuất hiện hiện tượng váng nước màu vàng đục trôi vào. Sau khi liên hệ với lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, thì đơn vị này đã xác nhận thông tin. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị phối hợp thì đã bị từ chối. Trong lúc phóng viên tác nghiệp tại nhà hàng Lý Hộ, thì cũng là lúc đoàn công tác của Trung tâm Quan trắc Môi trường Hà Tĩnh xuất hiện tại nhà hàng làm nhiệm vụ. Lúc này, nguồn nước mặt tại đây bằng trực quan có thể thấy rất bất thường. Đơn vị quan trắc đã làm một số test nhanh tại đây. Theo chủ nhà hàng thì nguồn nước mặt bị vàng đục như thế này không phải xuất hiện liên tục mà theo tần suất khoảng 4 đến 5 ngày một lần. Bữa nay là 26 à? 26 thì vừa rồi đấy, 23. 23 là bị một lần. Đơn vị quan trắc tiến hành lấy mẫu về phân tích, đồng thời lấy mẫu nước giúp phóng viên VTC tiến hành việc thực nghiệm. Với tư cách là người thực hiện, tôi xin khẳng định rằng việc tác nghiệp của nhóm phóng viên thời sự VTC và Trung tâm Quan trắc Môi trường của tỉnh Hà Tĩnh là hoàn toàn độc lập. Đến khi Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại nhà hàng Lý Hộ để thực hiện việc thu gom váng nước có màu vàng đục, thì phóng viên thời sự VTC đã xin cái mẫu nước này để tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên việc thực nghiệm tại chỗ đã không thực hiện được vì chủ nhà hàng cho rằng không còn cá, buộc phóng viên thời sự VTC phải đưa nguồn nước này đi thử nghiệm ở một tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Và việc thực hiện này có sự chứng kiến của 4 người dân. Quá trình tiến hành thực nghiệm của phóng viên được người dân tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh chứng kiến. Thì hai con cá đổ vào cái nước màu vàng vàng, sau mấy phút thì con cá chết. Liên quan đến nguồn gốc cá mà chúng tôi đã dùng trong thực nghiệm. Đây là cá nước mặn, và theo cách gọi của người dân địa phương thì loài cá này có tên là hồng Mỹ. Có hai anh ở VTC là đến là cùng xin em là hai con cá là đi thí nghiệm. Nhưng mà lúc 8 giờ tối là em thấy là trên VTC là họ quay lên là thấy hai con cá họ thí nghiệm là cùng bị chín trong vòng chưa đầy 3 phút. Cá hồng Mỹ này là cá nước gì? Cá hồng Mỹ này là cá nước mặn. Vì sao lại tiến hành thực nghiệm này? Mục đích của chúng tôi là để kiểm chứng lời bà chủ nuôi cá lồng bè. Theo bà thì mỗi khi hiện tượng váng nước màu vàng đục xuất hiện thì xảy ra hiện tượng cá chết. Khi nào nó có một cái nước thủy triều nó vào thì nó là tật vào vô biển, vô gần bờ. Nó tật vào gần bờ thì bà đâu là khi nào cái nước đó xuất hiện là mức cá thì chết. Thưa quý vị và các bạn, việc thực nghiệm môi trường nước có dấu hiệu bất thường là xuất phát từ trăn trở của chúng tôi khi mà chưa thể tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt diễn ra đã hơn 20 ngày vừa qua. Một lần nữa, chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng việc lấy mẫu nước tại Vũng Áng được phóng viên Bá Thăng thực hiện cùng thời điểm và thời gian với đoàn cán bộ quan trắc của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng việc thực hành thực nghiệm là hoàn toàn độc lập.